Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm một cách tin chính sau đây. Sân bay Hồng Kông hủy tất cả chuyến bay do. Nga yêu cầu Google không quảng cáo biểu tình. Hoa Kỳ ra quy định mới về định cư, có thể bác một nửa đương đơn. Nghi phạm xả súng ở El Paso khai nhắm mục tiêu vào người Mexico. Tuyên bố Biển Đông không thể trao tận tay Quốc hội. Và sau đây là phần mở đầu với điểm tin thế giới. Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin thế giới. Sân bay Hồng Kông hủy tất cả các chuyến bay do biểu tình. Hôm 12 tháng 8, sân bay Hồng Kông, một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới, đã hủy tất cả các chuyến bay và nhà chức trách đổ lỗi cho người biểu tình đã gây ra sự gián đoạn này, theo Reuters. Trong khi đó, thì một quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh cảnh báo rằng các dấu hiệu khủng bố đang nổi lên. Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc cũng tập hợp tại thành phố Thâm Quyến gần kề Hồng Kông để diễn tập. Tờ Global Times cho biết là hôm 12 tháng 8. Cả hai động thái khiến tình hình Hồng Kông thêm căng thẳng sau khi xảy ra một cuộc đụng độ vào cuối tuần giữa cảnh sát và các nhà hoạt động phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc để xét xử. Cảnh sát Hồng Kông nói trong một cuộc họp báo rằng nhiều người trong số 5.000 nhà hoạt động vốn chiếm sảnh đến của sân bay trong ngày thứ tư liên tiếp đã tràn vào khu vực chờ lên máy bay và gây ra sự gián đoạn cho sân bay. Cảnh sát từ chối không cho biết liệu họ sẽ tiến tới giải tán đám đông biểu tình hay không. Việc đến và đi từ sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hoạt động tại sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan quản lý sân bay của thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm 12 tháng 8. Tất cả hành khách nên rời khỏi các tòa nhà trong sân bay càng sớm càng tốt. Đường đến sân bay bị tắc nghẽn và bãi đậu xe thì chật kín. Chính quyền cho biết. Việc sân bay ngưng hoạt động diễn ra khi văn phòng Trung Quốc phụ trách Hồng Kông và Macau cho biết thành phố đang phải đối mặt với một thời điểm đầy gay go và sau khi cảnh sát diễn tập sử dụng vòi rồng lớn mà Reuters cho rằng nhằm phát đi cảnh báo đối với người biểu tình. Tại sân bay, hàng ngàn nhà hoạt động đã chiếm sảnh đến trong nhiều ngày. Những người biểu tình trong trang phục màu đen, chủ yếu là người trẻ hô vang khẩu hiệu, không có kẻ bạo loạn, chỉ có sự chuyên chế và giải phóng Hồng Kông. Họ đồng thời cũng trao tờ rơi một cách lịch sự cho các khách du lịch, trong đó họ nêu lên yêu cầu của mình và giải thích về tình trạng bất ổn, thưa quý vị. Nga yêu cầu Google không quảng cáo biểu tình trái phép. Cơ quan quản lý truyền thông nhà nước của Nga hôm 11 tháng 8 yêu cầu Google chấm dứt quảng cáo các sự kiện rầm rộ trái phép trên trang YouTube của hãng này. Theo Reuters, hàng chục nghìn người Nga tuần hành hôm 10 tháng 8 và các nhà quan sát cho thấy rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở nước này trong vòng 8 năm, bất chấp sự đàn áp của chính quyền đối với một cuộc phản đối đòi bầu cử tự do ở thủ đô Moscow. Cơ quan có tên gọi là Roskomnadzor, theo Reuters nói rằng Nga sẽ coi tập đoàn của Mỹ can thiệp vào các vấn đề chủ quyền và gây tác động mang tính thù nghịch nếu Google không phản hồi yêu cầu của Nga. Tin cho hay là cảnh sát đã bắt hàng chục người trong các cuộc biểu tình ở Moscow và St. Petersburg và thậm chí bắt một thủ lĩnh đối lập hàng đầu trước cả khi các cuộc tuần hành bắt đầu. Tuy nhiên, theo Reuters, phản ứng của chính quyền ôn hòa hơn so với tuần trước đó khi hơn 1.000 người biểu tình bị bắt. Một nhóm theo dõi được trích lời nói rằng có khoảng 60.000 người tham gia cuộc tuần hành ở Moscow. Trong khi đó, thì cảnh sát nói rằng con số tham gia khoảng 20.000 người, thưa quý vị. Pakistan tạm dừng đường hỏa xa đến Ấn Độ, cấm phim Ấn Độ vì vụ Kashmir. Vào hôm thứ Năm 8 tháng 8, Pakistan quyết định hoãn dịch vụ hỏa xa đến Ấn Độ và ban hành lệnh cấm các bộ phim Ấn Độ để áp lực ngoại giao đối với New Delhi vì đã thu hồi tình trạng đặc biệt của Kashmir là khu vực trọng tâm của 70 năm mâu thuẫn giữa hai bên. Trong tuần này, thì chính quyền của Thủ tướng
Narendra Modi đã thu hồi quyền tự áp dụng luật riêng của tiểu bang Jammu và Kashmir, đồng thời cho phép người dân từ bên ngoài khu vực mua bất động sản tại đây nhằm thắt chặt quyền kiểm soát đối với khu vực thuộc diện tranh chấp. Theo cảnh sát truyền thông và các nhà lãnh đạo chính trị, vào hôm thứ Năm 8 tháng 8, Kashmir vẫn đang trong tình trạng mất liên lạc, các mạng di động và dịch vụ Internet bị đình chỉ. Ít nhất là 300 chính trị gia cùng người ủng hộ ly khai bị giam giữ để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Các nhà lãnh đạo của Kashmir đã cảnh cáo về phản ứng dữ dội của người dân. Pakistan đã tuyên bố sẽ đấu tranh cho quyền lợi của người dân cư trú tại đây. Ấn Độ đã tuyên bố rằng việc thay đổi tình trạng của Kashmir là một vấn đề nội bộ với mục đích phát triển khu vực. Họ đã kêu gọi Pakistan xem xét lại quyết định hạ thấp quan hệ ngoại giao giữa hai bên bằng một giọng điệu hòa giải, thưa quý vị. Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Pháp gửi những tín hiệu không rõ ràng tới Iran. Vào hôm thứ Năm 8 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết là không hề có ai được ủy quyền để trò chuyện với Iran thay mặt cho Hoa Kỳ. Ông đã cáo buộc Tổng thống Pháp Macron về hành vi gửi những tín hiệu không rõ ràng đến Tehran về các cuộc đàm phán khả thi. Hiện vẫn chưa rõ rằng Tổng thống Trump đang đề cập đến điều gì và Tòa Bạch Ốc đã từ chối bình luận. Nhưng một bài báo hồi đầu tuần này cho biết là ông Macron đã mời Tổng thống Iran là Hassan Rouhani tới hội nghị thượng đỉnh trong tháng này để gặp Tổng thống Donald Trump. Một nhà ngoại giao Pháp đã bác bỏ bài báo này vào hôm thứ Tư 7 tháng 8. Các nhà lãnh đạo châu Âu hiện đang tìm cách xoa dịu cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận nguyên tử Iran hồi năm ngoái và gia hạn các lệnh trừng phạt trong một nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới. Phía Tehran đã đáp trả bằng một loạt các hành động, bao gồm bắt giữ một tàu chở dầu của Anh Quốc ở vùng Vịnh và rút lui khỏi một số cam kết của họ về hạn chế hoạt động nguyên tử theo thỏa thuận. Cuộc khủng hoảng giữa hai bên dự kiến sẽ là một trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng này, thưa quý vị. 40.000 di dân tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico, có 10.000 người đến từ Cameroon. Theo tin từ KTLA, những người đàn ông người Cameroon đã phải đi bộ mỗi sáng đến cửa nhập cảnh biên giới Hoa Kỳ và Mexico với hy vọng được tị nạn tại Hoa Kỳ. Họ đã ngủ chung với nhau trên 10 tấm nệm trên sàn của một căn nhà ở tầng 3 phía trên của một cửa tiệm cắt tóc. Chỉ trong vòng 3 tháng, dòng người di dân từ Cameroon đã khiến số lượng người di dân ở thành phố Tijuana tăng từ 4.800 lên 10.000 người, tính tới Chủ nhật 4 tháng 8. Cùng lúc đó, thì Hoa Kỳ đã đưa nhiều người Trung Mỹ trở lại Mexico để họ chờ ngày đến Tòa án Di trú của Hoa Kỳ phán quyết. Dựa trên dữ kiện của chính phủ Mexico và thống kê của hãng thông tấn AP, đã có ít nhất 40.000 người di dân đã đến biên giới Hoa Kỳ, Mexico để xin tị nạn hoặc chờ đợi phiên tòa tại Hoa Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, định cư ở Mexico hoặc quay trở lại Trung Mỹ. Quyết định khiến Mexico trở thành phòng chờ cho những người tạm trú có thể là giải pháp cứng rắn nhất của chính quyền Tổng thống Trump đối với những người di dân đang tìm kiếm sự bảo vệ nhân đạo. Để tránh bị áp thuế cao, vào tháng 6, Mexico đã đồng ý cho phép người tạm trú chờ đợi ở nước này cho đến ngày trình diện Tòa án Di trú ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Phản ứng của Trung Cộng nếu Nhật hay Nam Hàn đồng ý kế hoạch hòa tiện của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đang cân nhắc kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ tại châu Á. Giới phân tích cho rằng Trung Cộng có thể sẽ ngừng đối thoại, ngoại giao cấp cao hoặc sử dụng sức mạnh kinh tế để đối phó với các nước láng giềng nếu họ đồng ý cho Washington đặt hỏa tiễn trong lãnh thổ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, Washington đang muốn đặt các hỏa tiễn tầm trung trong khu vực Thái Bình Dương trong vòng vài tháng và Cố vấn An ninh John Bolton đã nói rằng việc điều động có thể diễn ra tại Nhật hoặc Nam Hàn. Theo giới quan sát, thì Trung Cộng nhiều khả năng sẽ hành động chống lại Nhật, Nam Hàn và Úc nếu các hỏa tiễn Mỹ được đặt trong lãnh thổ các nước này. Biện pháp của Bắc Kinh chủ yếu sẽ là trừng phạt kinh tế. Ông Adam Nee là nhà nghiên cứu Trung Cộng tại Đại học Macquarie tại Sydney, Úc, cho biết sức mạnh kinh tế là ưu thế lớn nhất của Trung Cộng, do nước này là đối tác thương mại lớn của nhiều quốc gia khác trong khu vực. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Cộng có thể sẽ là hạn chế nhập cảng hàng hóa, quấy rối các công ty của nước láng giềng đang hoạt động tại thị trường đại lục, cấm đoán du lịch, đình chỉ các cuộc đối thoại ngoại giao và dừng các dự án hợp tác, thưa quý vị. Phi luật tân phản đối sự hiện diện của tàu nghiên cứu Trung Cộng. Philippines sẽ phản đối sự hiện diện không báo trước của hai tàu nghiên cứu Trung Cộng trong vùng đặc quyền kinh tế EEC 200 dặm ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines, cũng như các quốc gia khác tiến hành nghiên cứu hoặc di chuyển tàu chiến gần bờ biển nước khác. Trung Cộng nên thông báo cho Philippines biết về sự việc này. Đây là một trong ba thách thức ngoại giao diễn ra những tuần gần đây, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trở nên xấu đi. Trước đó, thì Tổng thống Phi Duterte từng lên kế hoạch đến thăm Bắc Kinh vào tháng 8, 2019,
Ông Duterte hứa sẽ đề cập đến việc Manila chiến thắng Bắc Kinh trong vụ phân xử của trọng tài quốc tế về Biển Đông trước Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm này. Ông Tập Cận Bình đang né tránh vấn đề bên trong vòng 3 năm nay. Các mối quan hệ song phương bị đóng băng giữa hai nước đang dần được cải thiện dưới thời ông Duterte. Tuy nhiên, ông Duterte ngày càng lúng túng trong việc bảo vệ cách ông nhìn nhận Trung Cộng. Hiện Trung Cộng đang cho phép các tàu đánh cá, lực lượng hải quân và bán quân sự của họ hoạt động liên tục ở khu vực Biển Đông do Philippines kiểm soát. Philippines phản đối sự hiện diện của hơn 100 tàu cá Trung Cộng ngoài khơi đảo Thị Tứ. Đây là một hòn đảo nhỏ gần đảo nhân tạo quân sự hóa của Trung Cộng tại dải san hô Subi, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.